Lời nói đầu tiên Cảnh muốn chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay mình cũng nhận được số điện thoại của chị quê ở Cà Mau. Chị có nhờ Cảnh tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì bây giờ đây mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe chị tâm sự những gì ha. Dạ em xin chào chị ha. Chị chào em. Dạ. Em xin chào khán giả, em xin chào cộng đồng mạng. Em xin giới thiệu, em là Bùi Thị Teo, sinh 1978, quê quán ở cả nước Cà Mau. Dạ. Chị cho em biết hôn nhân của mình sao kìa? Hôn nhân của chị là chị có gặp một anh chàng ở trên mạng này, có làm đám này, sau đó là một tuần là chị chia tay em, tại vì ảnh không thật sự lưu trí chị. Này sau đó cái chị cũng có ôm đồ đi theo ảnh là một tuần này, ảnh mấy là kết nối lên một cô là bên kênh chị, còn ảnh em này chị buồn quá, này chị thấy vậy này chị đi về quê của chị sống, chị không không có theo ảnh nữa. Từ trước đến giờ là chị mới có một người đầu tiên luôn hả chị? Dạ, mới có một lần một đó cho em. Dạ, chị năm nay 44 tuổi, 45 tuổi mà chị mới có chồng đây thôi. À, đúng rồi. Dạ, chị không có con cái gì hết. Con thì con nuôi không à em. À, chị được hai đứa con nuôi, một đứa thì ở với bà già làm vuông, còn một đứa thì đi nước ngoài cơ, đi bên nước Nga. Dạ. Dạ, có nhà riêng ở bên bển là con nuôi. Hồi lúc là đứa ở bên Nga đó là chị sinh là hồi 12 tuổi, còn một đứa thì ở với bà già đó là năm đó là mới lọt lòng em, chị lụm về này, sau đó là nó bệnh huyết tắc á, là chứ chị hay là 7 tuổi để cái chị đòi cho người ta cái bên gửi ở bên bên mồ côi á, này lâu lâu chị đến thăm một lần, cái gia đình của chị nó thôi để cho mẹ nuôi này, cái chị nó cho mẹ nuôi. Rồi chị hiện tại chị chiều cao của chị với cân nặng được bao nhiêu chị? Chiều cao của chị là 1m56, cân nặng là 52kg. Dạ. Chị muốn càng một người đó độ tuổi khoảng chừng bao nhiêu? Chị thì năm nay là chị 45 mà chị kiếm anh nào cỡ 50 đến tuổi với chị. Dạ, cỡ 50. 50 thì ở lại á em. Nhỏ xuống được không? Không. Hồi vừa rồi á là chị cũng gặp ông xã của chị là nhỏ hơn chị 2 tuổi, cho nên là cái anh ấy đó không thật lòng với chị, này cho nên là không có tình thương mấy em. Mà không, nhưng phải. Mà anh không phải là chị, tùy theo người đó chị. Có người ta nhỏ tuổi nhưng mà ta chững chạc trong cái tình yêu quá chị. Cũng như còn trẻ bồng bột quá, mà xã ngồi kế bên mà đi tìm một người khác nữa, là cái chị Hồng Hạnh á điện lại cho hay, thì chị Hồng Hạnh nói là chị không hay, thì chị hứa là không kết nối cho một người đó nữa, thì nó có người rồi. À, đẹp trai dễ thương vậy mà không có không có vợ quý quá hen, cái ảnh nói là cái số phận mình đã vậy. Thì em phải chịu chị ơi, cái chị ngồi gần đó chị buồn cưng, mình cũng lớn tuổi rồi gặp anh chàng đó nhỏ tuổi hơn mình 2 tuổi này. Dạ. Cái chị buồn dữ trời lắm cưng, chị là hồi trước là chỉ kết nối ở bên chị Hoàng Mỹ. Dạ. Này cái bây giờ sau đó là chị giam võ, chị cũng buồn lắm này, chị cũng có lên kết nối với mấy kinh. Nhưng mà nhầm âm thì ý chị với quen, thì anh nào quen nghe chị thì cũng để cho chị tìm hiểu 5-3 tháng. Còn nhầm âm thì chưa gặp mặt cái đội kết hôn, cho nên là chị không không thích chỗ đó. Còn anh nào có thích thích chị thì để cho chị tìm hiểu từ từ em. Dạ đúng rồi. Tại vì duyên nọ cả đời chứ đâu phải ngày một bữa. Chị là tìm một người bạn là sống 100 năm chứ không phải là một ngày một bữa. Đúng chị rồi, cũng định như chị. Bây giờ em hỏi chị, giờ là chị nhu cầu của chị muốn tìm một người đó khoảng có nhà cửa hay là cần ta có đất đai gì không chị? Hay là giả tỷ người đó có con riêng sao chẳng hạn vậy đó? Có con cũng được,
có nhà cửa ổn định cho chế tứ túc hai người, nói thẳng hai người thì cũng có cơm có cháo, nói thẳng cho chế hằng thì chế cũng có số vốn ít ít mà, nhưng mà nhà chế thì nhỏ. Này sau này ví dụ có họ thì về bên gia đình chế ở cũng vẫn được, tại vì chế ở đây thì chế buôn bán. Còn nếu anh chàng nào ưng chế thì phải đi về bên đó, phải có nhà cửa ổn định thì chế đi theo chế buôn bán, mà có một tiền cũng được nữa cưng. Quan trọng là phải cái người đó phải có nhà ổn định mới được ha. Bởi vì nhà chế nhỏ quá cưng, nhà chế là chế ở quê chế thì ở Cái Nước, nhưng mà chế sang cái căn nhà này là ngay nội ô thành phố Cà Mau, ngay bến xe luôn, gần bến xe cảng luôn đó cưng. Và chế buôn bán năm nay nữa là 10 năm rồi đó. Thì nếu anh nào thì như thí dụ có họ thì không có nhà cửa, nó sẵn ra không có chỗ ổn định thì về bến chế cũng được. Dùm mà cái người đó giả tỷ giờ nghèo đi, nghèo nhưng mà người ta thương chị, giờ chị nghĩ sao? Được. Nghèo mà biết yêu thương chế thì phải quan tâm chế một tí. Gì như thí dụ có chiều em ăn cơm chưa, em làm gì, em đi đâu, như thí dụ có đi đâu thì cho chế biết cũng được thôi cơ. Nghèo mà lòng trung thật là được rồi. Thì nếu mà nói như chị vậy đó, em nghĩ là tìm chắc dư. Người giàu á thì em không bảo đảm cho chị, nhưng cái người mà nói về đến với chị bằng tình cảm nhưng người ta nghèo thì em tìm cho chị được. Chị cho em hỏi, em thắc mắc cái chuyện này nè. Chị năm nay là 40 mấy tuổi rồi, mà em nhìn dáng của chị đẹp nè, gương mặt của chị sáng đẹp nè, mà cái thời tuổi xuân của chị á, tuổi khoảng 20, 18, 20 á, tại sao mà cái tuổi đó chị không chọn? Cái tuổi đó chế cũng chọn nó cơ, mà nhiều khi không có hợp nè, cái hôn nhân không có tiến tới. Dạ. Nhưng mà tới mà giả tỷ bây giờ không hợp thì năm hai mấy hay là 30 chẳng hạn, chị vẫn ở tới giờ, em cũng đang thắc mắc cái vụ này nè. Cũng có gặp nhiều anh mà như là cái hôn nhân không có được tiến tới cưng. Dạ. Chị hồi trẻ bộ nhiều anh đeo đuổi không, đúng không? Cũng có nhiều anh đeo đuổi. Mà kiểu như là chế hồi đó hồi xưa đó cưng, rồi chế cũng gia đình khổ, chế cũng gặp mấy anh chàng kia thì gia đình khá giả, cho nên là chế cũng khinh thường bên gia đình của chế lắm. Để kiểu như là khinh thường chế là không có nghề nghiệp gì làm đó, này cái chế cũng buồn lắm. Chế cũng sau này cái bắt đầu chế đi làm mướn làm thêm thời gian, này cái chế sang được cái nhà nhỏ nhỏ này làm. Này chế sau này á, chế quyết tâm là chế lập gia đình, là chế kiếm cái anh nào nghèo cũng được, không có nhà cửa cũng được, mà nhưng mà hai người phải tìm hiểu, phải hợp ý thì đó mấy hôn nhân chế tiến tới. Dạ. Bây giờ em nói chị á, cái người mà giàu có hay không á, em không có bảo đảm, nhưng em sẽ tìm cho chị một cái người mà yêu thương chị thật sự. Cái người này em đang cũng có quen một người, cái người này em từng biết ở ngoài đó, người ta không có giàu cho mấy nhưng mà nói về cái tấm chân tình ta, em nghĩ chắc có. Cái tấm chân tình là chị thiệt tình, đừng có thương chế mà ra ở ngọt với chế, mà ra ngoài thì khác. Dạ. Chế hồi trước á, chế cũng gặp một anh chàng đó ngọt với chế lắm cưng, mà nhưng mà đi khỏi nhà thì người ta khác, mà nhưng mà chế thì cũng thiệt tình, nói thẳng ra chế cũng thương ảnh lắm. Để cái chế cũng ảnh thì làm ở trong công ty nơ sóng thần đó cưng. Dạ. Là hai người có tổ chức làm đám, là cũng hai người đại bạn cũng rất là nhiều lắm. Cái chế sắm một số vàng là chế gồm chung vô trong nữ trang là ảnh cho chị, là ảnh ôm đi luôn, ảnh để ôm đi ông giấu luôn, để chế nắm tay chế dắt đi sắm nhẫn cưới đó em. Sắm nhẫn cưới là ảnh đâu giấu luôn tất cả luôn, thì chị cũng buồn trong công ty nơ sống thần ở Bình Dương đó cơm, ở Phú Đức, ngay ở Phú Đức. Để đi thì ảnh đãi cũng đông lắm, người ta đi tất cả chắc cũng có khoảng ba mấy, cũng gần 40 triệu. Trong khi đó là chị ảnh cho chị là 8 chỉ vàng, là chị thấy ảnh là 8 chỉ vàng đó là đồ là chị không có đeo dừa, cho nên là cái chị thấy vậy là chị dồn lại hết lấy tiền làm đám hết, là chị dồn lại trong đó là một cái máy, là ảnh ôm ổng đem đi giấu hết tất cả luôn, ảnh lấy ảnh nói thôi đám lu bu để ăn cắp đi, thì mai chiều gì chồng đưa vợ, là cái đầu ảnh đem đi giấu mất tiêu luôn. Từ đó tới sau em không biết,
vì chị không biết, cái bắt đầu chị mới cũng theo tìm hiểu lắm, cái lúc mà đám cưới là chị thấy cái đó là chị đóng đó rồi, cái chị mới là đi theo có khoảng một tuần là chị thấy chị Hồng Hạnh á điện cho ảnh là có người rồi ngay ngày lễ hội đó, là phải lên trên đó là muốn một cái phòng trọ là để quen một cái cô đó, là chị sắp xếp là cũng như là hội đặt thân đó. Yeah. Là cái đó mình chị cũng không được, tại có điện nói chuyện với chị nói là cũng như chị không biết, nói tỉnh là ảnh là chưa có gia đình cho nên là chờ xin kết nối chị mới kết nối cho đó. Này cái tự đó là chị buồn quá, chị mới thôi chị quyết định là chị ôm đồ về kiếm, chị mở quán lại, chị bán lại, đau lắm em, nói một thời gian chứ chị cũng đau đó, mình gắng cố gắng vượt qua chứ bây giờ mình đeo đuổi một người đó vậy chứ mình cũng đau lòng lắm, người ta không có trung thật với mình. Cái người đó là ở miền Trung cơ, ở miền Trung à? Ở miền Trung. Chị hồi trước là chị lên kết nối chung quanh chị Hoàng Mỹ kết nối, là sau đó chị tức quá chị định đưa lên chị Hoàng Mỹ, bà nói cũng đúng tại vì bà ghi hình là miễn phí 100%, nhưng mà chị phải chờ đưa cái kênh lên viên vị thì mất cái kênh của chị này, cho nên là chị nguyện tình là chị chỗ đó là chị không có đưa lên này, chị nói thôi thấy mình suy nghĩ thôi, không có nhiêu trời định đặt mình như vậy rồi thôi, mình phải gắng vượt qua thôi vậy thôi. Này từ đó tới sau là chị với ảnh không còn liên lạc nữa. Thì ảnh kêu chị phải có chồng đi thì ảnh chúc vui vẻ chứ không có gì hết. Này chị ảnh thì bắt buộc chị đi về trên đó, thì ảnh làm trong công ty sóng thần ở Bình Dương, ở ngay chỗ cái bến cát, gần bến cát đấy cơ. Dạ. Là cái chỗ đó là ngã tư Đường Phước cái gì đó, là trong khi là đám cũng tuyên bố là hai người cũng đại bạn, là sau đó là chị thấy là ảnh ôm một cái số tiền đó là chị không tin ảnh được đó, chị cũng theo tìm hiểu ảnh. Này càng ngày thì cái vụ mà cái chị Hồng Hạnh á, chị điện là bên kết nối chị mới hay là chị tự chị bỏ chứ không có cự cãi, không có chuyện gì xảy ra. Hiện Đã tại bây giờ á, hiện tại giờ chị có quên hẳn anh đó chưa? Quên hẳn đó cơ, không có gì đâu. Yeah. Chị quên hẳn, chị chấp nhận chứ quên hẳn, chị mới đi tìm một anh chàng nào đó mà phải sống chung thật với chị mới kết hôn được. Là nếu anh nào thương chị thì chị kết hôn đâu đó rõ ràng, như thí dụ có nhà cũng được mà không có cũng được, tại vì chị thì cũng có cái nhà riêng nhỏ nhỏ cơ, nhà cũng ngay nội ô thành phố Cà Mau luôn. Dạ bây giờ chị, chị nói nãy chị tên gì? Hả? Chị nói em nãy chị tên gì? Chị tên Tên, Bùi Thị Tên. Cái tên này sao mà hình như là em nghĩ nó không có đụng hàng đó chị. Nhiều lắm, ở Cà Mau này là tên của chị là trùng nhiều lắm. Chị cho em hỏi chị người dân tộc gì? Kinh Kinh. Kinh hả? Người dân tộc thường Kinh mình, người Kinh mình mà. Dạ, tại từ hồi đó giờ em cũng mới nghe cái tên đầu tiên là tên Tên á. Tại vì hồi đó ông bà đã. Dạ. À đúng rồi chị, hồi xưa người ta hay ví dụ mà khó nuôi á chị, cái người ta hay đặt những cái tên xấu á. Anh hai cái chế, anh hai cái tới tôi chế không biết đặt tên gì, cái đầu tên đặt tên Tên. Dạ. Bây giờ nè, em xin tóm tắt câu chuyện gì. Chị Tên năm nay 44 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại chị á không có con ràng buộc, chị sống độc thân một mình. Thì nãy giờ á, ai anh em nào mà chú bác nào vô xem cũng nghe chị tâm sự hết rồi đó. Nếu mà ai mà cảm thấy mến chị thì cứ liên hệ qua cảnh sẽ kết nối cho hai người gặp với nhau. Em nghĩ là nãy giờ chị nói rất là chân thật, gương mặt của chị rất sáng, chị đẹp á. Nhưng mà đặc điểm là chị được cái điểm mà chị không có con luôn á. Thì mong quý vị khán giả nhớ vô xem ủng hộ cho chị. Thì chị còn điều gì mà nói với khán giả nữa không chị? Có mà, có con nuôi không à cưng. Dạ. Yeah. Có hai đứa mà con nuôi không à, chứ con ruột chế là không có. Nhưng mà chế thương, chế lo lắng là cũng như là con ruột. Nói như vậy đó. Tuy gần thì đứa kia thì hai mấy tuổi, chế cho dưới rồi đầu óc nó không nhớ. Nhưng mà nó giỏi lắm cưng, nuôi bà già đó. Làm vuông hai đứa miếng vuông là nuôi bà già đó. Yeah. Thằng thì đi bên nước Nga, chị cũng cho ăn học đâu đó đàng hoàng, chị cũng làm giấy tờ cho đi.
đi qua bển thì ở năm nay nữa là chắc cũng có 60 năm, có nhà cửa bển thì có vợ ổn định. Còn nếu anh chàng nào á ưng chị có nhà thì chị về bên đó sống thì tốt. Còn nếu không có cũng như không có công việc gì thuận về bên chị, cũng chị cũng có sẵn sàng có chỗ kinh doanh buôn bán hoặc nghề làm nghề nghiệp gì chị có. Vậy thôi nói chung ra em nghĩ là nãy giờ chị nói là cái video này rất là nhiều người gọi cho chị. Vậy thôi giờ là chị thấy em thích làm bạn nha, điện cho em xin số số em cứ cho nha. Dạ. Vậy thôi giờ chị em mình xin chào khán giả hả chị. Rồi mà em hỏi chị nè, chị có cho phép em đăng cái video này lên mạng xã hội không? Và sau này chị hoặc bên người nhà chị không có quyền mà kêu em phải gỡ cái video này xuống hả chị? Chị đồng ý đó. Dạ có gì chị chịu hoàn toàn chúc phát mật ha. Rồi Cảnh cũng xin chúc quý khán giả gần xa trong nước và ngoài nước xem video gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Cảnh. Vậy giờ em chào chị hả chị? Chị chào em. Dạ chào cộng đồng mạng khán giả. Yeah.